Với chủ đề Việt Nam, thế giới của cơ hội, IREX 2018 là cơ hội cho các đơn vị đầu tư, kinh doanh bất động sản trong nước và nước ngoài gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, đổi mới tư duy trong phát triển bất động sản. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia hội tụ yếu tố vàng cho đầu tư nền kinh tế thuận lợi đang trên đà tăng trưởng. GDP năm 2017 tăng 6,81%, chỉ số chính trị ổn định cùng tỷ lệ dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày một gia tăng. Trong những năm gần đây, bất động sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đa chiều, tiếp nhận nhiều loại hình sản phẩm mới, bắt nhịp cùng thế giới. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp đang phát triển độc lập, chưa có định hướng chung để hình thành hệ sinh thái bất động sản đồng nhất về tầm nhìn. Việc tổ chức hội nghị bất động sản quốc tế lần này được coi là cơ hội vàng để nhìn lại, thảo luận và đưa ra các xu hướng phù hợp, đặc biệt là với các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. IREX 2018 dự kiến sẽ đón trên 500 lượt khách mời đến từ 30 quốc gia gồm Mỹ, Hàn Quốc, các quốc gia Đông Nam Á, các nhà lãnh đạo hiệp hội bất động sản, các nhà phát triển bất động sản thế giới. Đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có tầm nhìn cất cánh vào thị trường toàn cầu.